Xin chào mọi người, xin chào các chị em nghe. Thì hôm nay bên shop Nguyễn Điểm sẽ giới thiệu đến mọi người một cái mẫu thảm nha mấy chị. Thảm này là thảm màu dùm em nha. Mấy chị đặt hàng thì mấy chị nhớ dùm em là cái thảm màu. Cái thảm này được cắt may từ bằng cái chất liệu vải nha mấy chị, rất là bền luôn nha, rất là bền và rất là chắc chắn. Cái thảm này thì bên shop của em cam kết mấy chị là mua một lần là xài mãi mãi luôn mấy chị. Trừ khi mình thấy nó cũ quá mình bỏ thôi, chứ còn như là sức chỉ hoặc là bị gắt bị gứ gì đẹp thì không có nha mấy chị. Cái này là bên em làm bằng vải, mấy chị giặt tay cũng được, giặt máy cũng được, nó rất là mềm nhưng mà rất là đẹp nha mấy chị, gọn gàng nè, phơi cũng rất là nhanh khô luôn ha. Bên shop của em á là may nha mấy chị, cái hàng này là được cắt may rất là tỉ mỉ luôn nha, mua một lần là xài mãi mãi luôn. Cái này á là ở dưới lót nền bằng vải dày nha, may nè mấy chị, thấy em may khít mà lại mối luôn nè nghe mấy chị nè, từng mối là đều có loại mối hết trơn. Khi mà mình xài thì không có sợ nó bị ruột nha, khi mà mấy chị giặt á thì không có sợ nó bị sức bị ruột nha. Em cho may chằn đường chỉ rất là tỉ mỉ, rất là kỹ luôn nè. Còn cái này á là được thiết kế theo những cái bông, cái này là mình sáng tạo thôi, có rất là nhiều mẫu nha. Cái này là bông nè mấy chị, cái ngoài thì mình lót cái nền màu đậm ha, rồi phối lên những cái bông màu nhu hơn, đẹp hơn, sáng hơn nha, có rất là nhiều màu. Rồi tiếp theo thì em sẽ quay những cái màu bên shop có hàng cho mấy chị em mình xem nè, có rất là nhiều bông nha mấy chị. Có rất là nhiều bông khác nhau luôn, mà bông nào cũng đẹp, bông nào cũng sang nha mấy chị. Được cắt may tỉ mỉ, cam kết với mấy chị là không hề ruột ha, không hề bị đứt chỉ hoặc là gách lũng hay là gì trơn, mấy chị xài rất là bền luôn. 60k một cái, tiền ship là 30k một đơn như bình thường nha mấy chị em nào đi đơn từ 10 thảm thì bên em sẽ miễn ship cho mình nha. Bên shop của em bán hàng là từ 10 sản phẩm mới miễn ship nha mấy chị lưu ý cho em nha. Cái này là màu, cái đầu tiên là màu xanh nha mấy chị, màu xanh bông cam nha. Còn cái này là màu tím nè, màu tím bông xanh giùm em nha. Chị em nào mà mình sử dụng Zalo gần đó thì mấy chị chụp màn hình gửi qua Zalo giùm em. Cái này là màu xanh nè mấy chị, màu xanh, cái này xanh viền, chạy cái viền hồng cam nè, bông nào cũng đẹp hết trơn á mấy chị. Mấy chị có thể chọn ba cái, 6 cái, 9 cái hoặc là 2 cái, đi đơn từ 2 cái em mới đi nha mấy chị, một cái không đi nha. Cái này em sẽ quay sơ lược nha mấy chị mua thì mấy chị chọn ngẫu nhiên giùm em cũng được, hoặc là chọn sao cũng được. Thảm bên nhà em là loại này là loại thảm bự nha mấy chị. Cái này em cắt 6 tấc luôn nha, là thảm tròn là danh cấm lên là 6 tấc nha mấy chị. Có nhiều chỗ khác người ta may nhỏ hơn nhưng mà hàng bên em thì 6 tấc nha. Nhìn cái thảm rất là chắc chắn và rất là bự luôn mấy chị, may rất là sắc sảo luôn ha, rất là tỉ mỉ, rất là nhiều luôn nha mấy chị. Bên này, rồi bên này, ở đây rồi trên cao còn rất là nhiều thảm luôn nha, cho nên nó rất là nhiều hoa văn đẹp luôn đó mấy chị. Cái hàng này làm rất là tỉ mỉ luôn. Trước tiên đó là mình phải cắt từng cái sợi dây thảm cho nó đều với nhau, quan trọng là phải đều với nhau nha mấy chị nè. Cắt từng sợi dây thảm cho nó đều với nhau. Rồi sau đó là mình mới cắt một cái nền thảm bông theo ý của mình muốn á, rồi mình mới kết những cái dây đó mình xếp thành con lại, rồi mình mới đặt lên cái nền thảm đó, mình xây theo những cái bông mà mình tạo hình sẵn đó mấy chị. Mai chàng đường chỉ sợi mối rất là kỹ luôn. Mỗi một cái thảm là mỗi cái hoa văn khác nhau nha mấy chị. Cũng có nhiều khi 4-5-6 cái giống nhau. Quá trời luôn mấy chị, vừa đẹp vừa sang nữa, quá rẻ. Quá đẹp, quá rẻ luôn.
mấy chị xem mấy cái mẫu thảm bên em nè không, rất là sắc sảo luôn nè mấy chị nè. Mai chạy lần về nè, viền rất là đẹp, viền trong viền ngoài viền trong, mà cho mai những cái tia tia này nè mấy chị, cần phải chia cho nó đẹp nha. Này mình làm quà tăng gia rồi cũng rất là đẹp luôn mấy chị. Mình mua mình xài hoặc là mình tặng cho người thân rồi mặc nè. Có nhiều chị mua hàng xong á là nói trời ơi cái thảm này hả mà chị mà mai được là 60k là chị không bao giờ bán luôn, để xài cho nó đã. Đẹp quá trời đẹp luôn. Chị em mình có nhu cầu sử dụng những cái sản phẩm bên shop của em đó, thì mấy chị hãy bấm đăng ký kênh nha, và mình bật vào cái quả chuông thông báo nha mấy chị, để nhận được những cái thông, để nhận được thông báo để xem những cái video shop cái bên shop của em nha. Nhiều khi thỉnh thoảng là còn những cái mặt hàng ít hoặc là lẻ xay lẻ số lẻ màu rồi đó mấy chị, là em giảm giá cho mấy chị em mình, giảm giá để chị em cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái kênh của em trong suốt thời gian qua nha. Cho nên chị em mình có nhu cầu sử dụng mà mấy chị không có đăng ký thì những cái video đó mấy chị đâu có xem được đâu, nó đâu có thông báo mình đâu có xem được, cho nên khi mà mình xem được mình thấy hiện lên thì hết hàng rồi đó mấy chị. Bên shop của em á là chuyên làm về đồ bộ, áo khoác, thảm lông chân, có luôn quần đen đó mấy chị. Nhiều mẫu khác nhau, sáng có tối có thôi mấy chị, có những màu nhu rất là đẹp rất là sang nha. Chị em mình thích sáng thì lấy sáng, thì em thích tối thì mình lấy có tông tối luôn nè, tối thì nó sạch mà sáng thì nó sang nó đẹp nha. Cái này là lúc đầu là em làm ra những cái gặp mẫu cho mấy chị mai, rồi từ từ mấy chị sáng tạo ra thêm những mẫu khác đó mấy chị, số lượng nhiều cho nên mấy chị mai thêm nhiều mẫu, rất là đẹp luôn thấy không. Cái này mình để ở trong phòng mình dặm chân cũng sang đó nè mấy chị, sạch sẽ đẹp. Cái này cái bông này nhìn giống như cái bông tràm đúng không. Rất là nhiều luôn mấy chị ơi. Rồi video em quay sơ lược những cái hoa văn bên shop của em nhiêu đây nha. Rồi chị em mình có nhu cầu thì cứ đặt hàng bên em. Một thảm là 60k, tiền ship là 30k như bình thường, đi một đơn là 30k nha mấy chị. Mua thảm, mấy chị mua đồ áo khoác hoặc là mấy chị mua cái gì sản phẩm bên em đều là 30k tiền ship. Nếu như mà mấy chị mua được 10 sản phẩm thì bên em sẽ miễn ship cho mình nha. Rồi video đến đây em xin kết thúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video.